Mấy em chờ chị tí xíu nha. Ủa mấy bây giờ mấy em có thấy được cái màn hình không vậy? Dạ, thầy ơi, nãy con bị thoát ra cho nên giờ con bị mất cái hết rồi, thầy cho lại con. Bên đây là Việt Nam không chứ? Sao em? Tại vì chị sử dụng điện thoại đó, cho nên là không để xa chị không thấy. Ủa hồi nãy lúc mà chiếu video á thì mấy em có thấy không? Hồi nãy á lúc mà cái màn hình đó nó chiếu lên cái video á thì mấy em có nhìn thấy được cái gì Dạ em không nhìn thấy gì hết chị ơi. không? Hồi nãy cũng không nhìn thấy luôn hả? Em cũng vậy, em cũng chả thấy gì á. Thấy chúng Dạ thầy ơi, con nãy con bị thoát ra, thầy có thể cho con lại cái hết không ạ? À, trời ơi, rồi. Trời ơi, làm sao mà cho nên mấy em đợi tí xíu nha. ok chị.
Ồ, phía anh con show cái clip cho các em chưa con? Dạ nãy con bị thoát ra cho nên nó mất cái hot rồi thầy. Ồ vậy hả? Ồ, cô Trang Dạ. hả? Con em cô Trang. Ừ, không mất cái hot sẵn. Alright, rồi, rồi thầy con đưa thầy lại cái host đi, cô host đi. Rồi có rồi đó, rồi con chiếu đi con. Thầy có câu hết rồi đúng không ạ? Ừ, có rồi, rồi con chiếu đi. Ừ. Bruh. Mấy em có thấy màn hình chưa vậy? Dạ, dạ chưa. Dạ Chưa. chưa chị ơi. Chưa chưa chị. Hai chị. Bây giờ mấy em có thấy không? Vẫn chưa Đồ hả? luôn đầy đủ. Dạ chưa. Sao mê được. Có cả để cô giáo Ồ, Phi Anh, máy còn ok không? Con chiếu chưa? Dạ chưa có chiếu, con không biết cách nào xe ở trên điện thoại hết. Ồ, con dùng điện thoại hả? Ồ. Dạ. Ồ, chàng. Biết cô Trang đâu không biết nữa. Dạ, cô Trang nói bận Ok. Rồi. rồi. Con không có dùng cái máy con được hả? Dạ tại vì cái đồ sạc nó bị hư mà máy hết pin, hôm qua con chưa có kịp thay đổi cái khác. Yeah. Ok. Ok. Mỗi vật thầy đưa cho Laura, Laura nó đang chia lớp á. Vậy thì anh xong rồi chia cho cô Trang luôn ha. Phi Anh cái Thầy đang đưa iPhone cho anh không học. biết, Phi Anh cái iPhone không có biết Ok thì màn hình. bỏ cho Laura, Laura đi ra hả? Trang Nguyễn, Trang Nguyễn. Ủa là con, hồi nãy Laura nó vô mà, nó vô nó email. Rồi thầy để con kêu Laura vô nha. Thì Phi Anh con đưa mấy cái link chiếu á, đưa cho
Chị gì đó Dạ, con lâu nhắn lại trên chatbot nha thầy. ở Dạ trên vâng. chat đi ha, ở trên chat đi. Hay đi tới mình cần hết. Đang đi vào. Con có cái link không con? Dạ. Dạ đứa con thêm lên. Đêm thân thơ tại mẹ qua cột châu bay nhậu qua Nhất During Huy, the Buddha's time, Nhất there Huy was a con man hỏi who lived in Burma. con dịch cho các em con ha. Nhất Huy ha. Yeah. Ok. He had a daughter named Magandia. Although she was very beautiful and clever, she was also cold and self-centered. She was determined to use her beauty to secure herself a high-status marriage. Many men of high status and rank sought her hand in marriage. But the Brahmin did not consider them worthy of his daughter. One morning, the Buddha used his divine eye to survey the world for beings eligible for enlightenment. In his vision, he saw that the Brahmin and his wife had cultivated enough paramitas for spiritual attainment. However, he also saw that through this action, their daughter Magandhya would become a fierce opponent of Buddhism. The Buddha, with his divine wisdom, weighed his options and decided to help the Brahmin couple. So he visited their village. When Magandia's father saw the Buddha, he was astounded by the Buddha's appearance, demeanor, and grace. Magandia's father, knowing nothing of monks and their rules, was certain no one else was a more worthy match for his daughter and said, "Wait here. I will return with my beautiful daughter. You are an ideal match for her, and she is for you." The Buddha, however, did not merely wait there, but walked a little ways away and sat down. So that we can see your handsome. The Brahmin rushed home, told his daughter to get dressed in her best clothes, and told his wife about the flawless man he had just met. Okay, go ahead. Yeah, The three of them rushed to the spot where Makandiya's father had seen the Buddha. But he was no longer there. At the abandoned spot, they saw a large footprint. Magandia's mother, skilled in reading omens, knelt down to inspect the Buddha's footprint. She said, "This footprint belongs to a person who no longer has sexual and sensual desires. He will not be interested in our daughter." Magandia's father responded, "Quiet! Don't ruin this great opportunity with your opinions." They looked around and saw the Buddha seated not too far away under a large tree. They rushed over, and the father said, "Monk, I give you my daughter's hand in marriage." The Buddha responded, "In past lives, I've had wives with beauty beyond compare. Yet I renounced them and lived a solitary life. In this life, I married my soulmate of countless lifetimes, yet I left to search for the path. Even when Mara offered me his three daughters in order to prevent my enlightenment, I refused. Those three possessed beauty beyond the physical realm. They were not hindered by the flesh and body. They were the very embodiment of pure imagination. Nothing could be better. Yet, with them, I felt no sexual desire.
What is your daughter compared to them? Ma Gandhiya's body is practically a corpse, decaying, polluted, filled with impurities. It's a vessel filled with urine and excrement. I would not even touch it with my foot. Upon hearing this, Ma Gandhiya's father and mother realized the truth of the Buddha's words. No, put it away. You're not supposed to bring that one. They internalized the meaning and saw that their own bodies were disgusting masses that were destined to rot. They saw all sensual desires, filthy, released attachment to those desires, and became anagamis. Ready? Come on, baby. Newly awakened, Ma Gandhiya's father and mother requested ordination into the respective orders, and the requests were granted. Eventually, both would practice diligently and become arahants. Yes. The Buddha's words also stuck with Ma Gandhiya. She, however, took those same words as an insult. She was offended that he compared her beautiful body to a decaying corpse. To her, it was the worst insult. And seeing her parents vow and ordain in the order of her tormentor only added salt to her wounds. In that moment, she vowed to use her beauty to marry into a powerful family and use their power to destroy the Buddha and his religion. After ordaining, Ma Gandhiya's father and mother could no longer take care of her and placed her in the care of her uncle, who decided to take her to Kosambi and offer her to King Udena. King Udena's chief consort was Samavati. She was a devout follower of the Buddha. The king also had a second wife named Vasuladatta. However, when King Udena saw Ma Gandhiya, he immediately fell in love with her and promoted her to the level of chief consort, the same level as Samavati. Please check out our next video, Ma Gandhiya Part 2, to see what happens next. What do you think the moral of this story is? We hope you enjoyed the video. Click like if you did, and click subscribe if you want to see our other. Em có thể tóm tắt cho mọi người nghe cái đoạn video vừa rồi không em? Dạ em không có hiểu hết, chị ơi. Vậy mình hiểu được phần nào thì mình tóm tắt đến chỗ đó cũng được, không có cần chi tiết, tiểu tiết lắm đâu. Nội dung chính thôi là được. Dạ hình như là có một gia đình có một cô con gái rất là đẹp thì ai cũng đem lễ vật đến để hỏi cha mẹ của cô để cưới cô. Nhưng mà cha mẹ của cô đều không đồng ý và không muốn gả cô cho những người đó. Và một lần khi Đức Phật đi ngang qua thì ông này mới hỏi Đức Phật là muốn lấy con gái của ổng không. Rồi kêu Đức Phật, nói với Đức Phật là ở đó chờ ổng, kêu con gái ổng ra. Sau đó là ổng mới chạy về nhà kêu vợ và con gái ổng ra để gặp Đức Phật để hỏi chuyện kết hôn. Sau khi đi ra thì không thấy Đức Phật ở đâu, nhưng mà ở trên mặt đất thì có một cái dấu chân rất là lớn. Rồi sau đó mọi người mới tìm Đức Phật thì thấy Đức Phật đang ngồi ở một cái cây lớn. Rồi cái đoạn đó em không biết dịch sao chị ơi. Dạ Phi Anh, con dịch cho các em cũng được con. Dịch lại. Không có nghe con. Dạ. Là đầu tiên á thì Nhất Huy đã nói đúng cái nội dung chính của video này rồi ha, là cái việc mà gia đình phú hộ nọ có một cái người con gái có sắc đẹp tuyệt trần, đã cái người đó đã muốn Đức Phật
cưới con gái của mình, nhưng mà Đức Phật đi tu và không có còn vướng bận những cái thế tục phong trần, những cái mối quan hệ đó nữa. Đức Phật không có muốn hướng tới, cho nên Ngài đã thẳng thừng từ chối. Trong cái phần mà Đức Phật từ chối thì Đức Phật đã giảng giải một cái điều là cơ thể của con người dù có đẹp cách mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái xác thịt bọc quanh cái bộ xương thôi. Lúc mà mình bệnh mình chết thì mọi thứ nó đều tan rã, dù cho là người đẹp hay là người xấu gì đó thì cũng là khi mà chết đi thì cũng chỉ là một cái xác thôi. Thì chính vì nó cái lời thuyết giảng đó làm cho ba mẹ của cô gái thì đã thấu hiểu ra được cái sự sai lầm của mình khi mà kêu con gái mình cưới một người tu hành. Và nhưng mà đối với cô gái này thì lại khác, cô gái này lại xem đó là một lời sỉ nhục. Tại sao ông ta có thể nói mình là một cái xác chứa đầy những cái thứ dơ bẩn được chứ? Cho nên là cô này đã ôm cái mối thù đó, sau đó thì mới lập ra cái kế hoạch trả thù là cô sẽ tìm kiếm một cái gia đình phú hộ, một cái gia đình nào giàu có và quyền lực để cưới, để mà sau khi đó cô ta có thể mượn cái quyền lực của cái người chồng đó của cô ta để mà trả thù, để mà gây khó dễ cho Đức Phật. Đó chính là cái nội dung về cái việc trả thù cho cô ta. Cô ta trả thù á vì hai lý do. Lý do thứ nhất á là vì bị Đức Phật nói là cái thân xác cơ thể chứa đầy những cái thứ dơ bẩn. Còn cái thứ hai nữa là sau khi mà Đức Phật giảng thì cha mẹ của cô ta thì theo Đức Phật để đi tu, thì không có ai mà cung phụng chu cấp này nọ cho cô ta nữa, cho nên là cô ta cũng thiếu thốn kể từ lúc đó. Chính vì vậy cho nên là cô ta mới đem cái sự thù hằn đó để mà lập nên cái kế hoạch trả thù. Con còn cái clip nào đúng không? Con gửi cho thầy thì thầy Dạ coi. con có gửi cái clip thứ hai, con có nhắn ở trong chat box. Không thấy con. Dạ để con nhắn lại. Cái link của YouTube có phải không? Con nhắn rồi chưa con? Chưa, không thấy. Dạ con nhắn cái tiêu đề rồi hả? Không thấy con. Dạ. Oh, how your body part work hả? Phải không? Dạ đúng rồi thầy. Ok rồi. Không có cái link hả? Dạ trên YouTube con không biết có bị link sao á. Ok, nhiều phút này bao nhiêu phút? 4 phút ha. Ok. If you're taking anatomy, and the location of some of the major organs found in the human body. So let's get started with the head region. And as I open it up, you can see here's the brain. And there's the cerebrum, the cerebellum. Now let's move to the nasal cavity, the oral cavity. This large muscle is the tongue. And at the back of the throat is the pharynx right here. Now let's move on to the neck region. But here is the thyroid gland. Okay, thyroid gland. And underneath this blue tube is the trachea. Okay, the trachea leads to the lungs. So let's take a look at the lungs. Here's the left lung, the right lung. And I'm going to remove the lungs because to see what's underneath. But right in the center is the heart. And let's remove the lungs. And now there's the heart, but I'm going to take the heart out to see what's underneath it. Okay. And one of the first things you'll see is the esophagus, the right bronchus,
And here's the left bronchus. And those lead into the lungs. Okay, and the heart is going to go back into this cavity right there. Here's the heart, but let's open up the heart and see what's in there. We have the right atrium, right ventricle, left atrium. Ồ, cái này khó cho các em quá ha. Hồi đấy thì show cái... Dạ thì cái là không có đúng cái video này, nhưng mà tại vì sắp hết giờ cho nên là con mới im lặng luôn. À, để đấy thì đưa cái video này cho các em. Hello. Thì nó... À, không có lúc nè. Alo. In the forest, there were three friends, a deer, a tortoise, and a woodpecker. They were always seen together. They spent most of their time chatting or playing by a lakeside. One. Khánh Ngọc, một hồi con dịch cho các em nghe con ha, Khánh Ngọc ha. Day, a hunter came to the forest and laid a trap behind the bush near the lake. The deer happened to be returning from the lake. He stepped on the trap and was caught in that trap. He cried out with pain. He called his friends and cried. Hearing his cries for help, the woodpecker and the tortoise rushed to his help. They were horrified to see their friend in the trap. They thought of a plan. The tortoise went and called a mouse that lived in a nearby hole. The mouse and the tortoise started cutting the trap. In the meantime, the woodpecker flew to the hunter's camp. The hunter was just coming out of the tent. He had heard the cries of the deer and was anxious to catch him. The woodpecker acted quickly and sat on his head. He pecked twice on his head. The hunter cried out with pain and went back to his tent to take rest. The woodpecker's purpose was solved. He flew back to the deer. By then, the mouse and the tortoise had cut open the trap and the deer was free. The three friends were united again and lived happily in the forest. So, my dear friends, what you learn from this story? It is indeed very nice to have a lot of friends with you. The moral of the story is a friend in need is a friend indeed. Okay, Khánh Ngọc, con dịch cho các em đi con. Là câu chuyện này là về... con mở kem con lên cho các em thấy con. Dạ. Là cái câu chuyện này là về, là ngày xưa trong một cái khu rừng là có ba người bạn chơi rất là thân với nhau, là có con rùa, con chim ngõ kiến với lại con nai. Thì họ thường chơi ở gần sông. Thì một ngày là con nai bị dính bẫy của một người thợ săn, nên là đã cầu cứu bạn mình. Sau khi mà rùa với lại chim ngõ kiến nghe thấy tiếng khóc thì cũng tới để mà suy nghĩ cái cách để giúp bạn mình. Con rùa thì đi tới một cái hang gần đó là có một con chuột, và nhờ con chuột tới giúp tháo cái lưới ra. Còn chim ngõ kiến thì đi lại cái lều của
bác thợ săn. Thì khi mà bác thợ săn đi ra ngoài thì con gõ kiến liền đậu lên trên đầu của bác thợ săn để mà dùng mỏ để mà gõ vào cái đầu. Cái ông thợ săn này đau á nên ông chạy ngược lại vào lều. Thì vậy nên là con chim gõ kiến quay về để có gì giúp đỡ tiếp cho rùa. Thì về là đã thấy rùa và chuột đã cắn cắn hết. Ừ, cái nghĩa của câu chuyện là gì con? Dạ là bạn bè là phải giúp đỡ nhau. Ừ, đúng rồi. Hồng Phúc con. Ừ, hiểu cái nghĩa của câu chuyện này con ha. Ừ, con nói các em sao con? Dạ theo con thì ý nghĩa của câu chuyện là trong nếu mà bạn bè mình có gặp khó khăn thì hãy mở lòng và giúp đỡ mọi người để phối hợp giải quyết. Ừ. Khánh Ngọc con nói tiếng Anh được không con? Yeah. Con nói tiếng Anh summarize the story in English. Oh. Giờ là mình tóm tắt lại theo tiếng Anh. Summarize, summarize quick thôi. One, two sentence thôi. What's the meaning? What's the moral of this story? The deer is had trapped by the hunter and the tortoise and woodpeckers is helping. They are a good friend with each other. Okay. So what's the moral? What's the meaning of the story? If your friend have problem. If your friend have a problem, you maybe help them. You should step out and help them, right? Yeah. Rồi con Phi Anh con chia lớp đi con. Dạ cô Trang chia luôn rồi đó thầy. Rồi xong rồi ha. Rồi. Ok. Mở chưa? Mở room chưa? Ủa sao chưa thấy chia? Ồ, cô Trang có đó không con? Okay, mấy con ở chùa Thiện Tâm á, tụi con học vui không? Hôm nay học cái gì? Hả? Tụi con ở chùa đó học cái gì nhớ không? Con học gì con? Nhớ không? Học về đồ dùng học tập. Nói cái gì? Cuốn sách gọi là gì? Cuốn sách gọi là gì? Đồ. Rồi. Cái viết gọi là gì? Pen. Rồi cái viết chì gọi là gì? Pencil. Rồi đồ tẩy đó. Đồ tẩy á, cái tẩy biết là gì không? Biết không? Biết đồ tẩy á. Tẩy bút đúng đúng. Cái gì con? Razor. Giỏi ha. Ok. Thầy Nhất Huy, nãy con học với lại cô Nia phải không? Dạ. Giờ nghe dễ đứt không? Nghe được không? Dạ, cô nói thì con nghe nhưng mà con không có hiểu nhiều. Ok, học từ từ không sao ha. Dạ. Khánh Ngọc con nghe hiểu hết mà con ha, Khánh Ngọc ha. Dạ, dạ thầy. Giỏi ha. Ok, Tường Huy con học với ai con? Tường Huy.
So Purnima, right? Yes, sir. I'm Purnima. Yeah. Okay. Are you student? Are you teacher or what? I'm a teacher. I'm a teacher. Oh, you're a teacher, or you join in with Anderson, right? No, I'm a teacher. Oh, okay. What do you teach there? That is the math and English also. What do you teach? Sometimes EVS also. Math? I teach them English, math, and sometimes EVS also. Oh, okay. Okay, that's great then. Yeah. Okay, Tịnh Phước, con hồi nãy học gì ở Tịnh Phước? Khánh An nè, Tịnh Phước, Khánh An, Thường Huy mở kem lên. Ok. Hồng Phúc, con nghe được ha? Nãy con học với con Đia phải không? Nghe nghe cổ nói rất là chuẩn ha. Ok. Ủa cô Trang tối không có anh Sam vô cô hả? Anh quên hả? À, con có gửi rồi mà không thấy ảnh vô. Vâng, ok rồi. Rồi. Rồi, A Di Đà Phật chào mấy con ha. Bình bình Việt Nam là good morning. Rồi rồi, thank you mấy con, thank you. Thank you. Yeah. Miss Nia, how are you doing, Miss Nia? Can you hear me? I'm here, my video won't work. Oh really? So how did they do? They did A number one, 100%. They did pretty good.